Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Nhân dịp năm mới, em cũng xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Và hôm nay Sài Gòn là chiều mùng 1 Tết. Chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Trần Hưng Đạo và Nguyễn Khắc Nhu. Theo thẳng hướng camera đó chính là con đường Trần Hưng Đạo đi về chợ Bến Thành, đến giao lộ Đề Thám, rồi Nguyễn Thái Học, trường Tellerman, trường Nguyễn Thái Học. Tới một tí nữa bên cánh trái chúng ta đó là cái hẻm Nguyễn Dụng, hẻm Nguyễn Quang Dụng nằm ở vị trí này nè, kế bên cái chung cư này nè, hẻm 120 Trần Hưng Đạo. Và bên cánh phải chúng ta đó là con đường Nguyễn Khắc Nhu, đi ra chợ Cô Giang, đường Cô Giang đó. Và Sài Gòn buổi chiều nè, nhìn mát mẻ ghê chưa. Xe cộ không có nhiều nữa, đường xá thông thoáng. Đây có quán cà phê Anh nè, ngôi nhà ngay nhà của anh Tâm nè, ngay góc đường Nguyễn Khắc Nhu và Trần Hưng Đạo nè. Và bên cánh trái chúng ta đó là rạp Hưng Đạo. Rạp Hưng Đạo ngày nay đó chính là rạp nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, mới được xây lại sửa lại nè. Và hôm nay một buổi chiều mát mẻ, em dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng Sài Gòn nhé, qua những con đường Trần Hưng Đạo rồi Quỳnh Quang Tiên, ngày nay là Hồ Hảo Hớn đó. Mình đi ngang qua những ngôi nhà của các anh chị để mình xem không khí Tết ở Sài Gòn như thế nào. Rồi chúng ta xuất phát nha, đi thẳng hướng này là mình sẽ đi về chợ lớn, rồi chợ Hòa Bình, rồi đường Nguyễn Văn Cừ, đường Cộng Hòa đó, theo trục đường Trần Hưng Đạo nè. Ở đây cũng có quán cà phê rất là đẹp, cà phê Anh. Anh cảm ơn cà phê My Play. Trong này rất là thoáng mát, em cũng hay ngồi ở đây lắm đó. Những ngày này thì chúng ta đi đâu cũng thấy những cái sắc hoa màu vàng, màu đỏ, hoa mai, hoa đào. Nhìn bên kia đó là khách sạn Pullman, khách sạn 5 sao nè. Ngày xưa ở đó là khách sạn Metropole đó, ngay cây xăng, ngay mũi tàu Nguyễn Cư Trinh với Trần Hưng Đạo. Nếu mà cô chú từ rất lâu rồi không có về Sài Gòn thì có lẽ những video clip này sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với các cô chú anh chị. Và nhân đây em cũng xin gửi đến tất cả cô chú anh chị và các bạn ở các tỉnh khác, nếu chúng ta có dịp đến Sài Gòn thì mình cũng có được những hình ảnh để tham khảo và mình thấy được cái Tết ở Sài Gòn như thế nào. Và bên đây có một cái building mới xây nè. Nói chung ở Sài Gòn thì những ngày này, những ngày Tết thì rất là vắng, vắng vẻ lắm. Tại vì đa phần những người làm việc ở Sài Gòn thì họ nghỉ Tết thì họ để đi về quê hết rồi, hoặc là đi du lịch hết rồi. Nên thành ra Sài Gòn vắng vẻ vào những ngày này. Đi ngoài đường chạy xe thoải mái lắm, chạy rất là đã. Nhưng mà bù lại thì những anh chị kinh doanh buôn bán rất là vắng. Nếu mà bán những ngày này, tại vì nhu cầu họ giảm đi. Bên kia có xe bán bánh mì. Đi xe đạp thôi. Đi xe đạp chạy vòng vòng ở khu xóm, các con hẻm. Ngày đây là bệnh viện răng hàm mặt nè. Buổi chiều thanh vắng ghê chưa. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Đối với những nội dung này thì nếu mà các anh chị và các bạn ở ở Sài Gòn thì
Nếu mà vô tình mà xem được thì cũng thấy cũng bình thường, không có gì đặc sắc cho lắm. Nhưng mà ngược lại, nếu mà các anh chị đã xa Sài Gòn thì những hình ảnh đôi khi nó đơn giản mộc mạc, nó trở nên rất là cảm động, cảm xúc. Vì lý do gì đó mà chúng ta chưa có dịp quay về mà những hình ảnh ngay căn nhà của chúng ta gợi lên cho chúng ta thấy rất là nhiều cái ký ức về ngày xưa, một thời chúng ta đã sinh ra và lớn lên trong một khu xóm như thế này. Thật ra như quay những video clip như thế này em phải đi bộ rất là chậm và lia camera cũng rất là chậm, nên thành ra đi nó lâu và thời gian nó kéo dài cho một cái đoạn đường nào đó. Mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha. Tại vì nếu mà đi nhanh thì đi ào 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 mình coi bật bật trên tivi ở trong mặt lắm. Ở đây ngày xưa có một cái chung cư nhưng mà ngày nay thì đang đang xây lại ngay giao lộ Hồ Hảo Hớn và Trần Hưng Đạo. Sài Gòn bây giờ là 5 giờ chiều nè, hầu như các gia đình đều bây giờ đang chuẩn bị bữa cơm chiều đó. Ngày mùng 1 thì hầu như họ cũng ít có làm việc ở nhà, chỉ ăn với ngủ với đi chơi đó. Một năm được thong thả thư thái một vài ngày. Chúng ta đến đây là giao lộ Trần Hưng Đạo và Hồ Hảo Hớn, và bên kia đó là Cống Quỳnh, là đường Cống Quỳnh. Bên kia cái hẻm Nguyễn Minh, hẻm Nguyễn Minh rồi ngã ba Cao Bá Nhạ. Bên cánh phải thì có cái chung cư, chung cư ở ở Sài Gòn nè. Và nhìn bên cánh trái nè, bên trái còn dãy nhà rất là lâu rồi, mà cái nhà ngay góc góc đường này như là để không cũng lâu lắm rồi, chưa ai thuê nè. Bây giờ giá nhà ở Sài Gòn cũng rất là cao, nên thành ra buôn bán cái gì mà doanh thu không đủ thì cũng rất là khó khăn đó. Chúng ta nhìn bên cánh trái đó là con đường Hồ Hảo Hớn. Mình sẽ đi dọc con đường Hổ Hớn này ha. Sẵn buổi chiều nay chúng ta đi tản bộ một vòng luôn. Tại mấy ngày nay ăn rồi ở nhà không à, cũng ít có đi đâu, nên thành ra bụng bự, ít có vận động. Sao qua đường nha. Con đường Hồ Hảo Hớn buổi buổi chiều rất là mát mẻ. Bên cánh phải thì có những quán cà phê, có những cái hẻm mà đi thông ra Trần Đình Xu luôn á. Nhìn cái chung cư ngày xưa nè, ngày xưa đây có cái chung cư. Giờ đang đang làm móng nè, đang xây lại nè. Đi tới tí có nhà của cô Vân nè, chị của chú Sắc Khi Trương nè. Một căn nhà màu hồng rất là đẹp.
buổi chiều rất là yên tĩnh, và kế bên có một cái coffee, quán cà phê, coffee shop này. Và kế bên là có quán lẩu, lẩu bò Quang Hải. Màu vàng vàng đây là nhà hàng Ngọc Linh ngày xưa đó, và bây giờ là nhà hàng tự do này, đặc sản vùng miền, hải sản gì tùm lum nè. Giao lộ con đường Cô Bắc và Hồ Hảo Hớn. Con đường Cô Bắc buổi chiều nè. Nhìn thấy trống trải ghê chưa? Trống trải mát mẻ. Ta đi tới tí nữa có cái hẻm 59, hẻm nhà anh Ly Bao. Phải quay nhỏ xíu đi ha. Dạ, nó gọn. Hẻm này rất là mới nè, rất là đẹp nè, đó. Hẻm rất là rộng. Hẻm xe hơi chạy vô được. Mà hẻm vắng lắm, đóng cửa hết rồi. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Đi tới anh tí thì có trường mầm non Cô Giang. Vào những ngày này thì chúng ta đi đi dạo rất là thoải mái, không lo xe cộ gì cả. Trường này là bạn đồng nhỏ đang học nè, vài ngày nữa thôi là chuẩn bị đi học rồi. Sau những video clip này thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp nhau ở một cái khung cảnh khác, đó là ở vùng quê nha. Em dẫn các anh chị và các bạn đi về quê chơi mùng 2, ngày mai chúng ta sẽ đi về quê rồi. Và đây nhà 48A mới được xây lại nè, sửa lại nè. Khuôn viên bên trong rất là rộng nè. Hẻm 42, hôm bữa em có đi lộn đi nhầm vô là tưởng là hẻm 40 đó. Hẻm này cũng có mấy khách sạn ở trong đây nè, nhà cho thuê, phòng cho thuê nữa. Đi tới anh tí là nhà của anh 10 nè. Ta nhìn vô hẻm này á. Hẻm ngày thường cũng vắng. Bên kia có vựa hải sản Vua Ốc. Bên đối diện là hẻm 39. Vàm chính Hồ Hảo Hớn. Hẻm này chắc cũng hẻm cùng. Hẻm có cây mận rất là đẹp, rất là lớn. Hẻm nhà bự không ạ? Rồi, chúng ta tiếp tục nha.
Và cái đoạn bên đây cũng là gần đến cái đường Bến Trương Dương ngày xưa nè. Rồi bây giờ là đại lộ Võ Văn Kiệt đó. Không thấy đường xá vắng vẻ ghê chưa? Bữa nay thì đâu có buôn bán gì. Ngày xưa thì vào những ngày Tết thì hình như 3 ngày Tết luôn, người ta không có bán buôn gì hết trơn á. Thành ra trước Tết bà con tranh thủ mua sắm rồi nấu nướng rồi để sẵn để khi mà những ngày Tết không có người bán thì cũng có cái ăn. Nhưng mà bây giờ hầu như là những cái cửa hàng tiện lợi cũng bán đầy đủ hết trơn, ngày nào cũng bán nên thành ra không phải trữ nữa. Một con đường mát mẻ, mát mẻ vô cùng, chúng ta đi cảm thấy rất là thư thái. Ồ, ở đây cũng có mấy nhà cũng rất là đẹp, nhà rất là bự, nhà 28A nè. Các công ty thì mọi người đóng cửa nghỉ, nhưng mà cũng buổi sáng thì chợ thì vẫn có người bán. Gió mát quá. Gió mát kìa, như gió biển. Đây có cái hẻm lớn nè. Rồi một số hình ảnh ở con đường Hồ Áo Hớn và vòng vòng khu Hồ Áo Hớn Trận Đạo gửi của chú anh chị và các bạn. Hy vọng qua video clip cũng gửi anh chị và bạn cập nhật một số hình ảnh về Sài Gòn trong những ngày Tết như thế này. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye của chú anh chị và các bạn. Đường đại lộ Võ Văn Kiệt Bến Trương Dương ngày nay nè, rất là đẹp, rất là lớn, rất là rộng nè, rất là mát nữa. Hoàng hôn buổi chiều, hoàng hôn ánh nắng vàng. Rồi, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn những video clip ở ở quê nha, để chúng ta xem hình ảnh Tết ở dưới quê như thế nào. Rồi bye bye của chú anh chị và các bạn.